Mày mẹ mày cầm cờ đến giải đất, giải phóng đất cho bố mày à? Đi tại mày mẹ giải bố cầm con vẫn chừng một trận chúng con mẹ ai giờ? Đi mẹ chúng cầm lên, đi mẹ đi đốt tiếp. Đi mẹ. Bố mày thay mặt quay tiếp. Đi. Bố mày thay mặt 90 triệu dân người Việt Nam đi mẹ. Bố mày thay mặt 90 triệu dân người Việt Nam đi con mẹ mày ở nước Úc nhá. Đi mẹ chúng mày luôn. Mày mẹ mày cầm cờ đến giải đất, giải phóng đất cho bố mày à? Đi tại mày mẹ giải bố cầm con vẫn chừng một trận chúng con mẹ ai giờ? Đi mẹ chúng cầm lên, đi mẹ đi đốt tiếp. Đi mẹ, bố mày thay mặt quay tiếp. Đi. Bố mày thay mặt 90 triệu dân người Việt Nam đi mẹ. Bố mày thay mặt 90 triệu dân người Việt Nam đi con mẹ mày ở nước Úc nhá. Đi mẹ chúng mày luôn. Mày cầm cờ đến giải đất, giải phóng đất cho bố mày à? Đi tại mày mẹ giải bố cầm con vẫn chừng một trận chúng con mẹ ai giờ? Đi mẹ chúng mày cầm lên, đi mẹ đi đốt tiếp. Đi mẹ, bố mày thay mặt quay tiếp. Đi. Bố mày thay mặt 90 triệu dân người Việt Nam đi mẹ. Bố mày thay mặt 90 triệu dân người Việt Nam đi con mẹ mày ở nước Úc nhá. Đi mẹ chúng mày luôn. Mày cầm cờ đến giải đất, giải phóng đất cho bố mày à? Đi tại mày mẹ giải bố cầm con vẫn chừng một trận chúng con mẹ ai giờ? Đi mẹ chúng mày cầm lên, đi mẹ đi đốt tiếp. Đi mẹ, bố mày thay mặt quay tiếp. Đi. Bố mày thay mặt 90 triệu dân người Việt Nam đi mẹ. Bố mày thay mặt 90 triệu dân người Việt Nam đi con mẹ mày ở nước Úc nhá. Đi mẹ chúng mày luôn. Dương Đức Thịnh, tên học sinh xé lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa đã chính thức bị bắt. Dương Đức Thịnh, tên học sinh xé lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa đã chính thức bị chính cảnh sát bắt, mang về đồn cảnh sát Maryville để thẩm tra. Hiệu trưởng trường trung học Maryville quyết định cấm tên Dương Đức Thịnh và một số tên đồng phạm không được đến trường. Sáng 5 tháng 3 vào lúc 9:30, chúng tôi đã liên lạc với trường trung học Maryville để kiểm chứng nguồn tin. Nhà trường đã nhận được lá thư khiếu nại của ban chấp hành cộng đồng người Việt tiểu bang New South Wales. Trước việc tên Dương Đức Thịnh vốn là học sinh lớp 3 PD English Intensive tại trường Maryville, người đó có hành vi cướp lá cờ vàng trên cột điện, sau đó đã đòi đốt và giẫm lên lá cờ này. Bà Bridges là thư ký chánh của văn phòng đã xác nhận với chúng tôi rằng ban giám hiệu nhà trường đã nhận được lá thư khiếu nại của cộng đồng và sự việc trên đã được chuyển giao lên Bộ Giáo dục thụ lý. Khi chúng tôi yêu cầu bà xác nhận có phải tên Dương Đức Thịnh đã học trong trường này hay không, thì bà đã yêu cầu rằng nếu chúng tôi muốn thu thập những nguồn tin nào thêm, thì xin hãy liên lạc với phát ngôn nhân của Bộ Giáo dục tiểu bang. Theo các nguồn tin mà chúng tôi ghi nhận được, thì bà Sarah Michelle, Bộ trưởng Bộ Giáo dục tiểu bang New South Wales, cũng đã được báo cáo về sự việc này vào sáng ngày hôm nay. Vào khoảng giữa trưa ngày 3 tháng 5 của năm 2021, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do tiểu bang New South Wales là ông Paul Huy Nguyễn cũng đã xác nhận với chúng tôi rằng nhân viên cao cấp của Bộ Giáo dục đang làm việc với ông. Và cũng chính viên chức này cho ông Paul Huy biết là bà Bộ trưởng Giáo dục sẽ luôn luôn sát cánh với cộng đồng Việt Nam trong sự việc này. Viên chức cao cấp này hứa sẽ tìm hiểu thêm sự việc với chánh hiệu trưởng trung học Maryville. Không bao lâu, ông hiệu trưởng trường Maryville đã chính thức liên lạc với ông Paul Huy Nguyễn, chủ tịch cộng đồng, và xác nhận rằng ông đã ám tường sự việc trên và cho đây là một hành động hình sự. Vì thế, ông sẽ thông báo với phía cảnh sát Maryville thụ lý. Theo nguồn tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được, vào trưa nay, tên Dương Đức Thịnh đã bị chính cảnh sát đến bắt ngay tại trường trung học Maryville và mang về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Đương sự cũng đã xác nhận mình là người đã cướp lá cờ trên cột điện và cũng chính là người có những từ ngữ khiếm nhã trong đoạn video clip. Song song với sự việc trên, trưa nay, hợp đồng thành phố, sau khi đã thu thập được vật chứng là lá cờ vàng, họ đã liên lạc với ban chấp hành để xác nhận đây là tài sản trực thuộc của cộng đồng, vốn dĩ bị tên Dương Đức Thịnh cướp trên cột điện và đập trên mặt đất.
Theo trình tự, một khi tang chứng và vật chứng đã được cảnh sát thu thập đầy đủ, thì việc khởi tố với tên Dương Đức Thịnh hay không, đó là việc của ban chấp hành cộng đồng người Việt tiểu bang New South Wales. Cách đây vài phút, hiệu trưởng trường trung học Maryville đã ra quyết định cấm tên Dương Đức Thịnh và một số tên đồng phạm không được đến trường trong một thời gian nhất định. Thân nhân của các tên này bên Việt Nam sẽ được nhà trường thông báo về lý do cấm không được đến trường. Trong thư viết cho chúng tôi, ông hiệu trưởng cho biết đây là một hành động không thể tha thứ được. Một lần nữa, ban chấp hành cộng đồng người Việt tiểu bang New South Wales đã ghi thêm một điểm son trong việc bảo vệ danh dự lá cờ vàng. Nghị lực trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, Quy Hà có một bài viết có nội dung như sau. Mấy ngày qua, từ sau ngày 3 tháng 5 2021, trên cộng đồng mạng rất xôn xao và phẫn nộ về sự kiện của một tên du học sinh Việt Nam tại Úc Châu có tên là Dương Đức Thịnh. Hắn đã giật xuống lá cờ vàng ba sọc lõi Việt Nam Cộng Hòa treo trên cột điện, rồi vừa xé cờ, vừa chữ tục, rồi quăng xuống đất và đạp lên cờ vàng. Một hành động rất vô giáo dục, vô văn hóa và vô đạo đức. Đồng thời, nó cũng là một hành động phá hoại tài sản, khiêu khích và khinh thường đến cộng đồng người Việt tị nạn tại Úc và lá cờ vàng. Cho nên, ban chấp hành và chủ tịch cộng đồng người Việt tự do ở tiểu bang New South Wales, Úc Châu, đã lập tức phản ứng và đã thơ khiếu nại đến hiệu trưởng trường trung học Marysville và Bộ Giáo dục tiểu bang New South Wales về hành động xúc phạm đến lá cờ vàng ba sọc lõi Việt Nam Cộng Hòa của tên ranh con Dương Đức Thịnh. Và đồng thời cũng có rất nhiều người Việt hải ngoại trên cộng đồng mạng cũng có phản ứng rất mạnh bằng cách viết bài hay viết comment để lên án và chỉ trích cho hành động vô giáo dục và phá hoại này của tên tuổi trẻ Dương Đức Thịnh. Qua hành động này của tên Dương Đức Thịnh, thì chúng ta thấy câu nói bất hủ của cố Tổng thống Ronald Reagan phát biểu vô cùng chính xác. Ông đã nói: sâu sắc và thực tế mà ông đã phát biểu từ mấy chục năm về trước, vì ông đã quá thấu hiểu về bản chất tàn ác, man rợ và độc tài của chủ nghĩa cộng sản và những lãnh tụ của chủ nghĩa đó. Ông chính là vị tổng thống duy nhất của Hoa Kỳ có công lớn lao nhất để giúp giật sập cái khối cộng sản liên bang Xô Viết và cộng sản Đông Âu. Do đó, câu nói này của ông giống như một bằng chứng thuyết phục mà ông đã để lại cho chúng ta là những người Việt tị nạn hải ngoại. Để rồi giờ đây, chúng ta có thể nhìn rõ và nhận thức được cái hậu quả của sự chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam năm 1975 đã gây ra với những thế hệ trẻ về sau. Ông đã cho chúng ta hiểu rằng, không phải chỉ có bom đạn của lũ cộng sản Bắc Việt mới xâm chiếm và giết hại được đồng bào Việt Nam của chúng ta trong cuộc chiến tranh, mà chúng có thể vẫn tiếp tục xâm chiếm và giết hại đồng bào ta bằng vũ khí, tâm lý chiến. Nói cách khác, chúng đã xâm chiếm và giết chết tinh thần, tâm thần, ý chí, trí tuệ và lòng của các con em chúng ta bằng cách tuyên truyền, nhồi sọ, tẩy não, đầu độc và ru ngủ. Khi chúng đạt được, thì những con em của chúng ta sẽ hoàn toàn trở thành nô lệ, tay sai của chúng theo định hướng, dẫn dắt, chỉ đạo và đường lối của chúng. Đây là vũ khí rất tàn ác, nguy hiểm và có sức mạnh hơn ngàn lần vũ khí bom đạn, vì nó có thể giết được bao nhiêu thế hệ, kể cả một dân tộc, trong khi bom đạn giết được mấy trăm ngàn người hay chỉ là mấy triệu người đến Việt Nam Cộng Hòa, lính đồng minh và người dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh xâm lăng của lũ cộng sản Bắc Việt suốt 20 năm, từ năm 1955 đến 1975. Đó
Đó là chưa nói đến vũ khí cướp của giết người qua những chính sách tàn ác của tên Đỗ Mười khi xâm chiếm được miền Nam Việt Nam. Bằng chứng là hiện nay những thế hệ con cháu của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa chúng ta và kể con cháu miền Bắc sinh sau năm 1975 đều lớn lên với một tinh thần, tâm thần, ý chí và lòng tâm tối. Sự tồi bại, tồi tệ, hư nát, tâm tối nhất là những con em làm dư luận viên, bò đỏ, AK-47 cho Cộng sản Việt Nam và những đứa nhỏ như tên Dương Đức Thịnh cũng không ngoại lệ. Chúng ta thấy chúng toàn là chửi thề tục tiểu trên những diễn đàn Facebook và YouTube của những người chống cộng. Không có một chút trí tuệ đạo đức văn hóa để ăn nói, lý luận, bình luận, phản biện đàng hoàng. Cho nên lên án trách móc cho hành động tồi bại của tên Dương Đức Thịnh 100 lần, thì chúng ta cũng nên lên án trách móc lũ cộng sản Bắc Việt với cái chủ nghĩa cộng sản thối nát của chúng 1.000 lần. Bởi vì chính chúng là những kẻ đã đổ lịch sử cuộc chiến tranh và tuyên truyền biệt bộm xảo trá và tráo trở về nhân dân miền Nam Việt Nam Cộng Hòa và lá cờ vàng ba sọc đỏ Việt Nam Cộng Hòa. Và cũng chính chúng đã luôn tuyên truyền biệt bộm và xảo trá về việc phát triển của đất nước qua những tòa cao ốc, những chiếc cầu dài quy mô, những con đường xa lộ rộng lớn mà chúng đã xây ra, trong khi xã hội và nền giáo dục thì lại không phát triển mà ngược lại mỗi ngày tụt xuống cho đến nỗi bây giờ đã băng hoại. Nếu thật sự đất nước đã và đang phát triển như chúng tuyên truyền, thì chúng đâu có đưa con cháu của chúng và con cháu của những đại gia qua những tư bản để du học và sống như đưa tên nhóc con Dương Đức Thịnh du học tại Úc Châu. Khi con cháu của chúng hay của đại gia đã được đưa ra nước ngoài thì lại không học hành đàng hoàng mà chỉ biết trộm cắp, phá hoại, phạm tội, gian manh. Điều này đã tạo ra một nỗi nhục cho dân tộc Việt Nam như tên nhóc con Dương Đức Thịnh này đã làm tại Úc. Thưa quý vị, còn Facebook Nguyên Di thì viết: nói với các cháu, các em du học sinh và thế hệ trẻ người Việt qua Úc sinh sống chỉ hơn 10 năm qua, những ai vẫn còn ôm lòng thù hận người Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không đại diện cho tiếng nói của ai cả, và tôi hy vọng là sẽ có những người Việt từng sống trên quân thứ hai sau 30 năm như tôi sẽ chia sẻ quan điểm này. Trước hết tôi muốn các bạn hiểu là tôi không thù ghét hay kỳ thị người Việt, dù các bạn từ đâu tới, được giáo dục dưới chế độ nào, miễn các bạn biết tôn trọng khác biệt với những người khác biệt như các bạn. Và kế nữa, nếu các bạn chọn sống ở nơi cộng đồng người Việt chúng tôi cùng quây quần chung sống mấy mươi năm nay, thì các bạn hãy nhớ cho một điều, đó là thế hệ cha, chú, bác, ông, cô, bà của chúng tôi đã từng liều mình vượt biển, đánh cược với cái chết để tìm đường tự do sau năm 1975, sau khi Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Họ là những người thiết lập nên cái cộng đồng mà các bạn đang sống giữa nơi ấy. Họ, những người vượt biển đánh nạn Cộng sản, không khác gì người Việt cổ khi Hai Bà Trưng thua trận với Mã Diện, khi lĩnh Nam rơi vào tay nhà Hán đã lánh nạn Hán Nô. Các tướng lãnh của Hai Bà Trưng không chấp nhận bị đô hộ, họ đã chạy ra biển để tìm đường tự do. Những người Việt cổ này đã trở thành người Minang Kabau, một phần của dân tộc Indonesia bây giờ. Tôi muốn kể cho bạn biết để bạn hiểu rằng muốn có một sống tự do là phải đánh đổi hoặc là phải trân trọng người đi trước. Cộng đồng người Việt lánh nạn Cộng sản đã bỏ đi. Người Cộng sản đã cầm quyền đất nước mấy chục năm nay. Chúng tôi không đòi hỏi gì từ nhà cầm quyền ngoài đòi quyền tự do, nhân quyền cho người trong nước. Chúng tôi không đòi điều gì từ những người lãnh đạo nước Việt Nam ngoài cái công việc là giữ cái toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải. Chúng tôi đi chỉ mang theo cái cờ vàng ba sọc đỏ. Cớ sao dưới sự lãnh đạo đại tài trong mặt kép của chế độ Cộng sản, một chế độ luôn miệng bôi xấu chế độ tư bản, mà các bạn
phải qua các đất nước tư bản để du học hoặc là tìm đường ở lại chứ. Chúng tôi đã trải qua những năm tháng dài, không có nước mắm, không có rau muống, nói chi là đến phở, bánh mì như bây giờ. Cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản dần dần lớn mạnh và hình thành những mảng Việt Nam khắp nơi ở trong các đất nước tư bản mà các bạn lại lục đục kéo qua đây sinh sống trong các khu vực của người Việt lánh nạn cộng sản. Thử hỏi nếu không có chúng tôi đi trước thì cuộc sống của các bạn ở đây nó sẽ vất vả ra làm sao? Đương nhiên là bạn sẽ không bao giờ nếm trải qua, vì có lẽ là bạn sinh ra trong gia đình cán bộ cộng sản khá giả, lớn lên trong quyền lực, và khi qua đến chỗ chúng tôi ở thì cũng giống như những người bạn ở trong đất nước Việt Nam mà ngoài tổ quốc Việt Nam, với đầy đủ tiện nghi của kẻ đi sau. Các bạn ôm lòng tôn thờ Hồ Chủ tịch của các bạn đã được giải để căm thù chúng tôi, những người Việt Nam Cộng Hòa không còn quê hương, chỉ còn có lá cờ vàng ba sọc đỏ. Vì tại sao các bạn còn chạy theo và biến thành cái nỗi ám ảnh cho chúng tôi chứ? Nếu còn chọn sống ở trong cộng đồng của chúng tôi thì điều tối thiểu nhất các bạn cần phải hiểu rằng họ là những người lánh nạn cộng sản, lánh loài quỷ đỏ. Họ đánh xa được rồi thì đừng quấy rầy họ. Các bạn ạ, ở Việt Nam các bạn có thể dùng quyền lực của cha ông để áp đảo, để chà đạp lên những gì bạn không thích. Nhưng ở các nước tư bản, nơi có pháp luật đứng ngoài quyền lực chính trị, không ai ngồi xổm trên pháp luật được đâu. Hãy học tôn trọng cái khác biệt của những người khác biệt với bạn. Bài học này khó khi bạn bị nhồi nhét quá lâu với cái lòng căm thù và cái lối suy nghĩ một chiều. Thôi thì hãy học tự chủ và học rằng ở ngoài này không cư xử kiểu rừng rú được đâu. Pháp luật ngoài này cũng không dễ mua bằng tiền. Ráng mà sống tốt để còn xin được ở lại nếu muốn. Tôi không thể nghĩ ra là tại sao cái cháu trai trẻ này lại có lòng thù hận quá đáng sợ như vậy đối với lá cờ vàng ba sọc đỏ. It's really disturbing. Còn thưa quý vị, thi sĩ Bùi Chí Vinh thì là một người thi sĩ trong nước. Anh đã viết: chỉ một thằng nhóc con ông cháu cha đi du học giật cờ giữa nước Cộng hòa Úc rồi chửi thề chà đạp lên là đủ thấy cái cách giáo dục dồi sọ của những kẻ chiến thắng 46 năm nay đưa đến hậu quả, hệ quả như thế nào. Mà cái cách giáo dục dối trá đó chỉ là một phần của văn minh cộng sản. Mà văn minh thì chỉ là một phần của câu khẩu hiệu liên quan là độc lập, tự do, hạnh phúc, công bằng, dân chủ, văn minh. Vậy thì đằng sau những khẩu hiệu ảo này thực chất là gì? Bùi Chí Vinh với bài thơ đằng sau những khẩu hiệu dối trá. Cuộc sống chưa bao giờ an toàn dù truyền thông nhà nước mỗi ngày tri hô như con vẹt. Những khẩu hiệu không hề có thật: độc lập, tự do, hạnh phúc hoặc công bằng, dân chủ, văn minh. Độc lập cái gì mà giặc đến thì cứ làm thinh, mất đức thác bản dốc ải Nam Quan mà vẫn bình chân như vậy. Hoàng Sa, Trường Sa giặc tuột quần đứng đái, mất từ mặt nước đến cao nguyên mà có mắt cứ như mù. Tự do cái gì khi âm ấp nhà tù, dân xuống đường để tống cổ Phật Musa là bị tống ngay vào xà liêm giam trước. Nghệ sĩ, nhà thơ, tu sĩ trí thức ra tuyên ngôn chống bọn xâm lược Bắc Kinh là bị bịt mồm cho bằng được. Tự do ăn nhậu điếm đàn thì hoan hô, nhưng tự do ăn nói thì đừng hòng. Hạnh phúc cái gì mà phố xá biến thành sông, trời không mưa mà trong lòng người vẫn ngập. Ngập từ miệng cống, ngập rác tối tăm, ngập đến những chính sách chủ trương thâm độc. Một tuổi nhân dân từ thuế đất, thuế thân cho đến thuế dị thường. Cuộc sống chưa bao giờ an toàn dù truyền thông nhà nước mỗi ngày tri hô như con vẹt. Những khẩu hiệu không hề có thật: độc lập, tự do, hạnh phúc hoặc công bằng, dân chủ, văn minh. Công bằng cái gì khi kẻ đói bị hy sinh, 90 triệu người nghèo làm nền cho 3 triệu vua quan trên chóp bu kim tự tháp, 3 triệu xuất bỏ trốn nước ngoài kèm quốc tịch thứ hai bất chấp 90 triệu dân đen tàn mạc. Bầy sói đỏ trong trang sách Victor Hugo tấn công những kẻ khốn cùng. Dân chủ cái gì khi tay cống chân rung, từng đoàn dân quan lên kinh thành đòi đất, ngăn cản kiến nghị đồng bào không xong,
chính quyền liền trổ ngoài đàn áp, tội nghiệp những bà mẹ từng lập chiến công giờ chiến bại trước bạo quyền. Văn Minh cái gì khi lạc hậu triền miên, làm vua đái giếng có khác gì vua ếch. Nhân phẩm đạo đức suy đồi, thuộc loại nhất hành tinh mà lý luận cứ bô bô như là hát nhép. Dân phải đu dây như xiết qua sông, còn vua quan thì nằm mơ vạn lý trường thành. Cuộc sống biết bao giờ mới hết hối tanh. Bùi Chí Vinh. Ending the conflict is not so simple as just calling it off and coming home, because the price for that kind of peace could be 1,000 years of darkness for generations yet unborn. Because the price for that kind of peace could be 1,000 years of darkness for generations yet unborn. Chạy rồi. Đấy, nhát đòn chí mạng đấy. Nhát nữa. Úi trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Cái mõm vào đây, đục chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Lấy dao chọc. Dao cụ thế. Đấy, cạnh đập vào cung họng. Đấy, được rồi. Rò vào, không, đúng rồi. Chưa sâu. Vào, tôi lấy cái nó đâu. Thì đúng chỗ đấy.
ra cùn sao? Nghiêng ra. Đấy. Bắt đầu chặt đi ông, chặt đi xong nó chảy ra. Thấy này cái mõm nó này hất ra thì giờ. Thế tiết nó phải chảy ong ọc cơ. Kéo đánh cái cành nhỏ. Hứng nữa vào, không lấy nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nó ra đấy. Nhiều chốc nó ra đấy, giờ bắt đầu nó còn thở. Not,